Chào các bạn, hôm nay mình tới thưởng thức Hương Lâm Tử Quán. Thì hôm nay nó có rất nhiều món, nào là gà, bò. Thì đi với gia đình vô thưởng thức coi. Quán của bọn nhà thơ rất là nổi tiếng, trong đây có những cái bài thơ rất là hay. Tử Quán Hương Lâm là Hương Lâm Tử Quán. Đây. Anh đi chung về hai nông ở đây. Tim gà, cặp heo, óc heo, ngầu bến dịch, tìm gà, tìm chim, bồ câu, cặp. Quá nhiều món luôn. Đây là món ngầu bến, ngầu bến, tìm nước bắc. Bên trong đó là đã được làm chín rồi, bên ngoài mình hâm nóng lại bằng cồn. Đây là ngọn lửa hồng. Này gà hả? Bím bò. Cứu bò đó. Đó. Cồn nè, đốt bên ngoài hâm nóng nè. Nè. Đó, để lại dục. Wow, đã lắm nha. Thôi giờ đây nắp lại cho nắp đây. Cho này mà đưa vô miệng ngay. Bỏ vô miệng hả? Đây. Nó nổ quá, nó nổ quá. Nó giống như đường vậy đó. Kẹo nổ có xia đó. Đây hôm nay mình gia đình mình đi ăn Hương Lâm Tử Quán. Ba phần này là gà ét. Đâu giờ nắp lên coi nghe. Nắp ấm ấm lắm không sao đâu. Đây là gà cực đây. Đó gà ét. Mấy đũa nó chậm lên coi. Mình chừng chỉ em trai. Ta gì quá hả? Bệnh nó yên không? Mà ba mê. Đó. Bây giờ phải còn đổ. Đó, gà hạt đó. Nhớ quá. Đó, lửa cháy kìa. Có chừng cháy áo. Còn bên đây nè. Nhớ sao? Hồi sáng ăn tô giặt áo. Đúng có giặt tay luôn. Để mình dập đậu sáng cho các bạn thấy lửa. Đó, lửa nè. Đây cận cảnh là lửa đây. Để